Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nạn mua bán người có xu hướng gia tăng, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid-19. Số lượng những cuộc kêu cứu và liên lạc từ những nạn nhân này đã tăng đáng kể. Mỗi câu chuyện, mỗi hành trình giải cứu như một hồi ký đau lòng, kể lại những cảnh tượng kinh hoàng của những người bị đẩy vào vòng xoáy được liên tưởng đến thân phận nô lệ hiện đại. Những con người này bị mắc kẹt ở nơi xa lạ, nơi mà những nạn nhân phải đối mặt với bạo hành đe dọa và cả nguy cơ bị bán đi như một món hàng câu chuyện được kể lại bởi ông Đỗ Duy vị giám đốc điều hành của tổ chức rồng xanh một tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh phòng chống nạn mua bán người nổi bật trong số những câu chuyện là trường hợp của nạn nhân hát một người đã liều mình chạy trốn khỏi bàn tay của những kẻ buôn người và may mắn được tổ chức rồng xanh đưa về quê hương Việt Nam hát 20 tuổi xuất thân từ vùng núi Sơn La là một lao động tự do khi một người mời hát sang Campuchia làm việc với lương tháng từ 10 đến 15 triệu đồng và không tốn phí. Hát đã không ngần ngại đồng ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Hát nhận ra rằng mình buộc phải tham gia vào hoạt động lừa đảo những người trên mạng. Mục tiêu là lừa người khác gửi tiền vào các tài khoản với lãi suất cao. Vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, Hát bị ép phải trả tiền ăn ở và nợ một khoản tiền lớn cho bọn buôn người. Liên lạc với gia đình ở Việt Nam, Hát chỉ nhận gửi về được một ít tiền. Tuy nhiên, đến hạn phải trả nợ, Hát nhận ra nguy cơ bị bán đi sang khu vực Tam Giác Vàng để trở thành nô lệ cho chủ mới. Sợ hãi và bất lực, Hát đã quyết định một hành động táo bạo. Đêm đó, Hát nhảy qua một bức tường cao 3 mét để thoát ra ngoài và bị thương. Mặc dù vậy, Hát vẫn cố gắng lết đi và tìm đến một nơi an toàn. Anh đã liên lạc với các nhân viên xã hội của Tổ chức Dòng Xanh. Sau đó, họ đã nhanh chóng ứng cứu và cùng nhau tìm cách hỗ trợ Hát trở về Việt Nam. Anh Nguyễn Quang Anh, nhân viên của Dòng Xanh kể lại, khi về đến đây, các nhân viên xã hội đưa Hát vào bệnh viện để băng bó luôn. Không may mắn như Hát, Quy không trốn được. Từ đó đến ngay, Quy vẫn mắc kẹt ở một nơi xa xôi nào đó gần biên giới Myanmar, Thái Lan. Đội nhóm của ông Vị cũng bất lực trước những cuộc gọi của Quy. Khoảng 8 tháng trước, Quy, một nạn nhân mới 18 tuổi, sinh ra ở miền Tây và trước đó từng là một cậu bé bán vé số mà ông Vị đã từng gặp cách đây 10 năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Quy liên lạc với ông Vị lần đầu tiên sau khi nhận ra mình được hứa hẹn một công việc ổn định và lương cao, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Quy chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân vẫn còn đang bị mắc kẹt phía bên kia biên giới trong những xào huyệt của bọn mua bán người, nơi chúng bắt các nạn nhân phải đi lừa đảo người khác trên mạng, bị cưỡng ép lao động, bị đánh đập bỏ đói tra tấn như nô lệ. Nếu không làm được việc, các nạn nhân có nguy cơ bị bán đi, sau đó có thể là chuỗi ngày bị bóc lột, đe dọa, thậm chí có thể bị ép bán nội tạng để trả chi phí trục mình ra khỏi nơi giam giữ. Trong trường hợp của Quy, một cậu bé không có bố mẹ, mắc bệnh nan y, cậu chẳng thể gọi cho ai để gửi tiền chuộc sang giúp mình thoát thân. Quy không dám chạy trốn, hoặc có thể không có cơ hội chạy trốn. Những người bị bắt về có thể bị chúng đánh đến chết. Các nạn nhân của mua bán người qua biên giới thường rơi vào hai trường hợp như của Quy hoặc Hát. Với Quy, nếu em không thể chạy thoát ra khỏi xào huyệt của bọn chúng, cơ hội để trở về Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Duy Vị, vấn đề quan trọng hơn được đặt ra là sau khi được giải cứu, các nạn nhân sẽ làm gì tiếp theo để thay đổi cuộc đời mình? Ông Đỗ Duy Vị chia sẻ, có những nạn nhân bị lừa tới hai lần, bởi vì sau khi về, họ vẫn mắc kẹt trong tình cảnh tuyệt vọng của sinh kế, nhà cửa, họ chấp nhận Liêu Minh một lần nữa, coi như là một canh bạc mới. Chừng nào họ còn chưa có việc làm ổn định thì họ vẫn còn khao khát ra đi để kiếm tiền giúp bản thân và gia đình thoát khỏi đói nghèo. Chúng ta phải ở trong hoàn cảnh của họ mới có thể hiểu được khi người ta bế tắc, người ta có thể làm mọi thứ, kể cả những hành động được báo trước là nguy hiểm đến tính mạng phòng chống mua bán người không chỉ đơn thuần là tuyên truyền chia sẻ hay giải cứu mà còn là nâng cao nhận thức tạo cơ hội việc làm học tập sinh kế cho cộng đồng yếu thế và những người dễ bị tổn thương việc giải cứu nạn nhân về nhà sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chúng ta không giúp họ giải quyết cái gốc của vấn đề và đó là câu chuyện dài hơi cần sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Dòng Xanh đang cùng với ban ngành địa phương ở các tỉnh miền núi thiết lập xây dựng các mô hình phòng chống mua bán người, bao gồm các hoạt động như hỗ trợ sinh kế, cấp học bổng, hỗ trợ người nghèo xây nhà, hỗ trợ việc làm. Mục đích của tổ chức này kể từ khi thành lập đến nay là góp phần hạn chế nạn buôn người ở Việt Nam. Về cơ bản, mua bán người là vấn đề nhức nhối không chỉ với Việt Nam mà với thế giới nói chung. Trong những năm qua, Tổ chức Dòng Xanh đã hỗ trợ giải cứu hơn 1.500 nạn nhân bị mua bán sang nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người thường uống bia để giải nhiệt. Tuy nhiên, sau đó họ tham gia giao thông và vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Sự việc này được ghi nhận trong một cuộc kiểm tra nồng độ cồn của Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tại ngã tư Lê Đức Thọ, Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Cụ thể, có 4 trường hợp tài xế vi phạm đã thừa nhận đã uống bia trước khi lái xe. Khi bị tổ cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, anh BVT điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hòa Bình, thừa nhận đã uống bia. Qua kiểm tra, tài xế này vi phạm ở mức 0,22mg một lít khí thở. Tài xế T trình bày, bản thân làm nghề phụ hồ, sau khi kết thúc công việc, anh có uống vài lon bia cùng bạn bè để giải khát. Anh thừa nhận bản thân chủ quan khi không nghĩ đến việc lái xe máy về nhà. Mức phạt 2,5 triệu đồng bằng nửa tháng lương của anh. T đã hứa sau lần bị phạt này, anh sẽ không bao giờ tái phạm. Một trường hợp khác tương tự, cũng vì vài cốc bia giải nhiệt ngay đầu mùa hè. Tài xế DVV điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29 n 1282 xx đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,380mg một lít khí thở. Anh V cho biết sau giờ làm anh em trong công ty rủ nhau ra uống bia để hạ nhiệt. Mỗi người chỉ uống 5 cốc bia rồi về. Anh không nghĩ mình lại vi phạm ở mức cao đến vậy. Đây là bài học cho anh rút kinh nghiệm. Điều 6 Nghị định số 100 năm 2019, sửa đổi tại Nghị định 123 năm 2021, đã quy định mức phạt đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn như sau. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở, hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trong ca công tác kéo dài khoảng 4 tiếng tại địa điểm chốt kiểm tra trên, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Theo Thiếu tá Doãn Hữu Văn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, do thời điểm này đang là đầu mùa hè nên nhiều người thích uống bia giải khát sau giờ làm và vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng bản thân cũng như người khác. Nhiều tài xế nghĩ chỉ uống vài cốc bia sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều khiển phương tiện mà không biết rằng mức đồng độ cồn trong hơi thở, máu đã rất cao. Việc này ảnh hưởng đến phản xạ, độ tỉnh táo của họ khi lái xe trên đường. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho hay, thực hiện chỉ đạo của công an thành phố trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm, nhất là nhóm hành vi người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, trước đây, khi xử lý vi phạm hành chính về giao thông được áp dụng theo Nghị định 46 năm 2016, thì người lái xe máy chỉ bị phạt nồng độ cồn khi nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,25mg một lít khí thở trở lên. Nhưng từ khi Nghị định 100 năm 2019 được áp dụng, cả người lái xe máy và ô tô nếu có nồng độ cồn trong hơi thở đều bị cảnh sát giao thông xử phạt. Thống kê của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 tính từ ngày 15 tháng 3 đến nay, Đơn vị đã phát hiện xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 250 trường hợp là điều khiển xe máy, 8 trường hợp điều khiển ô tô.